Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu anh, chị, hai trận cờ hay vừa diễn ra tối qua. Hồ Như Huyền Việt Nam cầm đỏ đi tiên, Tào Nham Lỗi Trung Quốc cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.将军。将军。将军。
将军。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 Chơi đến đây sát cục, Tào Nham lỗi buông cờ nhận thua, mời anh chị thưởng thức ván thứ hai. Đại sư Dương Huy cầm đỏ đi tiên, Hồ Như Huyền cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
将军. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân.
军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军，chơi đến đây sát cục, Dương Huy buông cờ nhận thua. Video của em, xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.